Hey, chào mừng các bạn đã trở lại channel của mình. Mình là LT Design. Trước khi vào vấn đề chính trong video ngày hôm nay, mình muốn hỏi các bạn đang xem video của mình. Ở đây có bạn nào thích đi du lịch không ạ? Chắc hẳn là rất nhiều. Và nếu đúng như thế, mình khuyên mọi người nên xem hết video của mình. Vâng, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm PowerPoint để làm một video chuyên nghiệp, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các bạn khi đi du lịch cùng với bạn bè, người thân của mình. Rất là dễ dàng thao tác thôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình theo dõi video mẫu nhé. Ok, đó là video mẫu. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào phần thực hành. Trước tiên các bạn hãy vào phần mô tả của video YouTube để download file project mà mình đã để ở bên dưới. Sau khi các bạn đã download file project rồi, các bạn tiến hành giải nén ra cho mình. Và các bạn đã giải nén ra thì được một cái file PowerPoint tên là mẫu du lịch 2020. Đó, mình đã giải nén ở đây, mình đã giải nén ra rồi. Ok, và điều đầu tiên mình muốn nói với các bạn khi chúng ta bắt đầu làm một video thì các bạn phải chuẩn bị cho mình cái nội dung và hình ảnh, còn có thể là âm thanh và những cái ý tưởng của mình nữa. Thì trên này mình đã hỗ trợ các bạn về ý tưởng. Các bạn có thể, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách mà kết thơm lại, có thể là điều chỉnh theo ý tưởng của mình. Nhưng mà trước tiên để mình tiết kiệm được thời gian thì ở đây mình đã chuẩn bị cho các bạn ý tưởng, và mình cần các bạn phải chuẩn bị cho mình là hình ảnh của các bạn và phải âm thanh hoặc là nội dung đó. Như các bạn muốn làm về đi du lịch về Đà Lạt đúng không, thì các bạn sẽ lên mạng và tìm những hình ảnh đẹp về Đà Lạt. Và đây là một cái trang web mà nó cho chúng ta tải những cái hình ảnh miễn phí, rất là ok, và mình cũng hay sử dụng trên này đó. Hay là các bạn đi du lịch ở Hội An cũng vậy, thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình những cái hình ảnh. Rồi đó, nội dung trong video đó thì các bạn sẽ trình bày những cái nội dung gì trên đó, thì các bạn chuẩn bị sẵn ra một vài từ gì đó mà miêu tả hay là biểu hiện cảm xúc hay gì đó. Đó là tiền các bạn soạn. Sau khi các bạn đã chuẩn bị cho mình được hai phần đó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành vào làm rất là nhanh thôi. Ok, đầu tiên các bạn sẽ mở file project PowerPoint mẫu du lịch 2020 lên. Rồi đến đây là chúng ta sẽ đảo qua một vòng đó. Ở đây là mẫu project mà mình đã cung cấp cho các bạn. Các bạn để ý ở phía góc bên phải phía dưới có phần zoom, các bạn kéo nhỏ lại để các bạn dễ xem được một cách tổng quát hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa. Thì các bạn kích vào các slide cho mình. Ví dụ mình kích slide thứ nhất. Và kích vào phần làm việc chính. Thì lúc này nó hiện ở trên là các bạn chọn vào format cho mình. Rồi chọn vào selection pane. Đó. Chọn vô. Đúng chưa? Đến đây thì các bạn để cho mình bên phải nó hiện ra một phần gọi là nó chứa các cái đối tượng của cái slide đó. Ví dụ như là ở đây có 3 đối tượng nè. Sau khi các bạn xem được cái video mẫu rồi, các bạn phải soạn ra cho mình một cái nội dung. Thì các bạn sẽ lần lượt thay đổi cái nội dung text. Và các bạn chọn phông chữ, kích cỡ chữ. Ok. Và ở dưới này là phần nền, thì các bạn có thể chọn màu cho nó. Ví dụ các bạn chọn fill và chọn màu vàng hay màu gì đó các bạn yêu thích á. Các bạn có thay đổi theo phù hợp cái cảm nhận của mỗi người đó. Rồi tiếp tục thì ở đây là có âm thanh, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn thay âm thanh sau cùng, đúng chưa? Thì tiếp tục tương tự như các slide tiếp theo, thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế nội dung của nó. Đó, các bạn cứ thay thế nội dung của các bạn vào các cái slide mà có nội dung và thay thế màu của các cái background phía dưới. Đó, ok.
tương tự. Ở đây mình có thể thay thế thành tên gì đó, ví dụ như là tên của các bạn hay là một cái sự kiện, ví dụ như là Đà Lạt 2020 đó, một chuyến Đà Lạt của các bạn về 2020, các bạn đi tham quan ở Đà Lạt đúng không? Ok, rồi đến đây là đã xuất hiện tới phần hình ảnh, thì chúng ta sẽ tiến hành thay thế hình ảnh. Thì ở đâu mình đã nói là các bạn chuẩn bị cho các bạn những cái hình ảnh mà các bạn đi chơi, đi du lịch cùng người thân bạn bè, thì ở đây mình đã chọn những cái tấm ảnh mà mình đã ưa thích để mà mình tiến hành thao tác. Chẳng hạn như trong slide này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành thay thế. Đầu tiên các bạn sẽ xác định được các đối tượng nó. Đó, các bạn cho ẩn hết tất cả các đối tượng. Rồi, vậy là mình sẽ tiến hành thay thế background của nó trước. Các bạn kích chuột phải vào background, chọn format background, insert. Các bạn load tới thư mục chứa hình ảnh. Mình lưu hình ảnh trong desktop rồi, ok. Đến đây các bạn sẽ tìm cái file ảnh các bạn thay thế. Chẳng hạn như là mình muốn thay thế một tấm ảnh về Đà Lạt đúng không? Đó, ok. Tấm ảnh gì cũng được, các bạn tùy các bạn. Rồi, mình đã chèn vô rồi. Xong rồi là mình sẽ coi thử, bật từng đối tượng lên. Rồi, ví dụ như là ở đây, thì các bạn sẽ tiến hành thay thế màu cho nó. Chuyển đổi, thay đổi màu sắc đi. Ví dụ các bạn chọn màu gì đó, màu gì các bạn thích. Chẳng hạn mình chọn màu này, đúng chưa? Rồi, các bạn sẽ bật các đối tượng tiếp theo. Tương tự, các đối tượng tiếp theo các bạn cũng sẽ tiến hành thay đổi màu sắc. Ok, rồi. Đó, rồi tới cái lớp này là, cũng là một tấm ảnh thôi. Các bạn kích chuột phải vào View, các bạn chọn Picture và lót tới thư mục chứa hình ảnh. Chẳng hạn là các bạn phải chọn cái tấm ảnh mà ban đầu luôn nha. Tại vì trong slide này nó chỉ dùng một tấm ảnh thôi. Ok, các bạn chọn tấm ảnh ban đầu. Đến đây các bạn thấy có một vấn đề là có vẻ như tấm ảnh các bạn chèn vô là nó bị méo đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành kích vào tấm ảnh đó. Ok, xác định đối tượng. Rồi các bạn chọn format. Format các bạn lock cho mình, tìm đến cho mình phần crop. Các bạn chọn vào fill. Đó. Khi này thì tấm ảnh nó đã trở về trạng thái ban đầu và các bạn có thể dịch chuyển nó qua. Ok. Đúng chưa? Và còn một vấn đề lưu ý nữa là các bạn phải chọn những tấm ảnh nào mà nó có kích thước càng lớn càng tốt. Như trong trường hợp này mình chọn một cái tấm ảnh nó hơi bị nhỏ. Các bạn đấy là nó chưa có full cái slide đúng không? Thì các bạn sẽ phải kéo, nhấn shift và các bạn kéo nó lên tí. Ok, đó. Thì nó đã full slide rồi. Mình sẽ làm lại, mình chọn fill đúng không? Rồi chúng ta sẽ nhấn giữ shift để kéo nó lên. Rồi ok, các bạn đã thay thế xong tấm ảnh đó. Và tiếp theo nhấn vào đối tượng tiếp theo thì các bạn cũng để cho mình là nó là lấy lại tấm ảnh ban đầu luôn. Các bạn chọn view, chọn picture from và chọn tấm ảnh ban đầu. Ok, các bạn chọn cho mình vào format, các bạn vào crop, các bạn sẽ chọn view ở crop. Sau đó các bạn sẽ dịch chuyển tấm ảnh về, rồi các bạn cũng sẽ nhấn nhị shift kéo lên. Ok, để cho nó đồng nhất một tấm ảnh đó các bạn, nó đồng nhất về vị trí của nó luôn. Rồi các bạn sẽ bật các đối tượng còn lại. Đối tượng này các bạn có thể thay đổi màu sắc của nó, và đối tượng này các bạn có thể thay đổi nội dung của nó. Nội dung các bạn viết gì thì các bạn thay đổi vào đây. Rồi ok, cái này mình cũng sẽ thay đổi nội dung cho nó. Thì các bạn sẽ tự thay đổi nội dung nha. Mình chỉ thay đổi màu sắc để cho nổi lên thôi. Mình sẽ vào format. Ok, mình sẽ đổi thành màu vàng chẳng hạn. Đó. Sau khi các bạn đã thay đổi hết tất cả đối tượng rồi, các bạn sẽ tiến hành chạy review. Ok, được chưa? Các bạn chọn vào cái transition này. Chỗ mà có ngôi sao thì các bạn sẽ chạy review của nó. Rồi ok, tương tự như các slide tiếp theo, ví dụ như slide này, thì các bạn cũng sẽ tiến hành thay đổi hình ảnh cho nó. Các bạn hãy ẩn hết tất cả các đối tượng đi. Và các bạn thấy đầu tiên các bạn phải thay đổi background đúng không? Các bạn chọn insert, chọn load tới thư mục chứa background. Ví dụ mình chọn một cái background khác, ví dụ như mình sẽ chọn background về
này chẳng hạn đó, đúng chưa? Thì mình sẽ tiến hành bật lên các đối tượng tiếp theo. Ví dụ đối tượng này các bạn có thể thay đổi màu sắc cho nó. Màu sắc các bạn thích màu gì các bạn có thể tùy biến. Rồi tiếp theo mình sẽ bật các đối tượng bên dưới bật lên. Chỉ cần đến những slide tiếp theo các bạn chỉ cần thay đổi một lần hình ảnh thôi. Hình ảnh các bạn chỉ cần thay đổi cái background nó là được. Ok. Thì các đối tượng tiếp theo các bạn bật lên và tùy biến cái nội dung của các bạn đã soạn ban đầu thì các bạn thay thế vô. Ví dụ như là các bạn thay thế về chủ đề là áo dài Việt Nam hay là mô tả, dưới đây là một dòng mô tả về áo dài Việt Nam chẳng hạn. Đó, sau khi các bạn đã tiến hành mà đổi rồi các bạn tiến hành chạy review nó. Bạn tiến hành chạy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến tương tự các slide tiếp theo. Thì ví dụ như slide này về ẩm thực đúng không? Thì các bạn cũng nhấn ẩn hết tất cả các đối tượng. Sau đó các bạn tiến hành thay thế background. Các bạn chọn chuột phải, format background và chọn insert. Lock file vào. Lock cái file hình các bạn. Ví dụ như các bạn chọn hình này chẳng hạn. Đó, ok. Rồi các bạn tiến hành bật hết lại các đối tượng. Rồi chúng ta tiến hành thay thế nội dung của nó. Ok, được chưa? Rất là nhanh. Tương tự ở các slide tiếp theo. Đó, slide này cũng tương tự. Các bạn nhấn ẩn hết tất cả các đối tượng. Sau đó các bạn sẽ tiến hành thay thế background của nó. Các bạn nhấn Insert, chọn. Ví dụ mình chọn một tấm này. Rồi các bạn chọn bật hết các đối tượng lại. Sau đó các bạn thay thế nội dung. Đó, rồi các bạn chạy thử. Để mình coi thử cách mình phối hợp màu sắc nó đã ok chưa. Đó. Rồi, tương tự các slide tiếp theo cũng vậy. Các bạn tiến hành thay thế nội dung cho nó. Ok. Rồi. Và vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thay thế nội dung, hình ảnh, màu sắc của các đối tượng. Theo là chúng ta sẽ tiến hành thay thế file âm thanh. Đó. File âm thanh là các bạn kích vào slide đầu tiên để cho mình này có một cái file âm thanh. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái file âm thanh bên ngoài. Ví dụ như là mình chọn một cái file âm thanh này. Đó. Các bạn kéo vào trong PowerPoint đi. Kéo thả vào. Sau đó các bạn để cho mình bên layer này là bên cái đối tượng này xuất hiện một cái layer về âm thanh. Các bạn có thể đặt tên cho nó. Âm thanh mới. New. Rồi ok. Các bạn sẽ nhấn lại vào cái file âm thanh cũ các bạn. Khi các bạn kích vào thì các bạn để cho mình là ở trên animation này các bạn kích vô. Các bạn chọn cho mình là animation enter là các bạn sẽ kích vào để mà mình sẽ copy cái hiệu ứng âm thanh luôn, không cần phải phải chỉnh gì cho nó mệt, các bạn copy luôn. Đây cũng là một cái cách mà để các bạn tùy biến các cái hiệu ứng. Các bạn copy đúng chưa? Kích vào là các bạn đã copy cái hiệu ứng của cái setup về thời gian hay gì đó của cái file âm thanh rồi. Các bạn sẽ sau khi các bạn đã kích đất vào này nó hiển thị đó, nó hiện màu xám á là đã copy cái hiệu ứng đó. Rồi các bạn sẽ paste vào trong cái file âm thanh mới đó, các bạn kích kích lên là các bạn sẽ paste vô. Sau khi các bạn paste xong rồi ạ, đã copy được setup cả thời gian của file âm thanh rồi, thì các bạn tiến hành xóa cái file âm thanh cũ đi, xóa nó mất đi. Đó, rồi vậy là xong, mình đã hướng dẫn cho các bạn thay thế cái âm thanh rồi. Tiếp tục là chúng ta sau khi đã hoàn thành ở tất cả các nội dung, hình ảnh, âm thanh, sau khi các bạn đã hoàn thành xong rồi, các bạn tiến hành xuất cho mình ra video đúng không? Thì các bạn vào export, chọn đây, các bạn để cho mình là chỗ này các bạn sẽ chọn về không để khoảng cách giữa các slide là không, và các bạn chọn chế độ ví dụ các bạn xuất 4K hoặc là 1080. Ok, rồi các bạn chọn vào để mình sẽ xuất lại cho các bạn xem. Một đặt tên file mới. Rồi ok, đến đây là mình đã hướng dẫn cơ bản cho các bạn đã hoàn thành xong được cái mẫu video về du lịch này rồi. Hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ tự tay
làm được cho mình một video về du lịch để ghi lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ của các bạn và người thân, bạn bè. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy nhớ đăng ký kênh của mình và theo dõi để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong những video lần tiếp theo. Xin cảm ơn.